Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Trong video này thì em sẽ tiếp tục để giới thiệu đến quý anh chị và các bạn thêm một cái mẫu sản phẩm về cửa nó rất là mới hiện nay trên thị trường. Và đây chắc hẳn là không phải là cửa gỗ đấy, mà đây là một loại cửa nó rất là đặc biệt, mang tên đấy là cửa nhựa nha mọi người nhá. Rất là nhiều người đang tìm hiểu những cái phân khúc cửa nhựa hiện nay trên thị trường, nhưng không biết phải tìm kiếm những cái đơn vị nào phân phối cũng như thi công lắp đặt uy tín và chất lượng, thì đây là một video rất là hữu ích. Anh chị nên tham khảo và gọi điện ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về dòng sản phẩm này để đáp ứng được cái nhu cầu của không gian anh chị, gia đình anh chị và các bạn. Như mọi người đã thấy, trước khi để thi công được cửa nhựa thì điều đầu tiên phần phải có những cái xương như thế này để bắt được những cái khung cửa vào. Đấy, có những cái xương như này để bắt khung cửa vào anh chị nhá. Đấy, như mọi người thấy trên tay em là cái khung cửa có bản là 125. Đấy, và những cái mép này thì sau này sẽ được bo bằng những cái V. Đấy, đây là cái khung cửa. Trước khi khung cửa được bắt vào thì sẽ có những con xương bên trong để bắt được cái khung cửa vào. Và một vài cái ưu điểm của cửa nhựa so với cửa gỗ hiện nay trên thị trường, thì điều đầu tiên phải kể đến đấy là cửa gỗ hiện nay thì có tỷ trọng nó rất là nhẹ luôn anh chị và các bạn ạ. Đấy, nó rất là nhẹ, thì chính vì vậy mà trong quá trình anh chị sử dụng, cái trường hợp mà bị sa cái bản lề, bị sệ cái bản lề thì nó rất là hiếm nha anh chị nhá. Đấy, nếu như mà sử dụng sàn cửa gỗ công nghiệp hoặc là cửa gỗ tự nhiên thì nó rất là nặng, và bản lề thì nó rất là hay bị sệ xuống. Đấy, và người ta đã khắc phục được những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm này thì bằng cách là sử dụng cửa nhựa như này, thì những cái bản lề này này, đấy, sau này nó sẽ không bị sệ. Ok, và cái thứ hai, cửa nhựa, cái ưu điểm thứ hai của cửa nhựa đấy là sản phẩm này hiện nay là sản phẩm chống được mối mọt và ẩm mốc lên đến 100%. Đấy, cái ưu điểm quyết định đến cái chất lượng của sản phẩm đấy là ưu điểm về chống nước và chống mối mọt. Đấy, nhiều người hỏi là em có thể so sánh về một vài ưu điểm và nhược điểm của sàn cửa nhựa so với cửa gỗ, thì trên đây thì em nói nó rất là chi tiết. Nếu như mà trong quá trình mà anh chị đang tham khảo mà thấy video này em chia sẻ thực sự hay hữu ích đến anh chị, thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Ok, và hiện tại thì bên em đang lắp đặt toàn bộ cửa nhựa composite từ cửa nhà tắm, nhà vệ sinh cho đến là cửa thông phòng, phòng ngủ, tất cả là hoàn toàn bằng cửa nhựa. Đấy, cửa nhựa composite nhé mọi người nhá. Ok, cái tính năng thứ ba cũng phải kể đến là tính năng chống cháy của cửa nhựa này. Đấy, cửa nhựa này thì sẽ không cháy nhé mọi người nhá. Đấy, và mối mọt thì nó sẽ tránh ra cái cửa nhựa này. Nếu như mà sử dụng cửa gỗ trong cái quá trình anh chị mà không gian, cái khu vực có mối mọt thì cửa gỗ rất là nguy hiểm. Rất là nhiều gia đình đã sử dụng cửa gỗ và thay vì đó là sử dụng cửa nhựa, và đây là những phụ kiện của nó đi kèm theo. Đấy, và nếu như anh chị nào mà đang băn khoăn không biết phải tìm kiếm đơn vị phân phối và thi công cửa nhựa uy tín trên thị trường thì cũng có thể liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về dòng sản phẩm cửa nhựa composite này. Và nếu như thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị, thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và một lần nữa xin chúc tất cả anh chị và bạn có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.